Bây giờ thì tôi sẽ khởi động chiếc tivi này lên. Và chiếc tivi của tôi có đèn trắng. Sau đấy là chiếc tivi của tôi, vâng, nhấp nháy đèn đỏ này. Nhấp nháy đèn đỏ như này. Ok chưa? Vậy thì chiếc tivi này hỏng gì? 1 2 3 4 5 6. Rồi. Sau khi tôi đã đếm chiếc tivi này nháy đỏ 6 nhịp thì tôi sẽ cho tivi nằm xuống và tôi sẽ mở nắp chiếc tivi này ra. Các bạn sẽ tìm cho mình này những cái rắc, hàn những cái mối rắc của những cái dây này vào. Đây, hai dây này riêng ra này, hai cái dây này riêng ra, và bốn cái dây này thì các bạn sẽ hàn chung lại với nhau để sửa chữa các bệnh sóng nháy trên chiếc tivi model 49W750D này. Tôi sẽ hàn này. Sau khi quý vị các bạn đã hàn được như này rồi, đúng không ạ? Hàn nối tách biệt ba sợi dây này. Đây. Rất là rõ đúng không ạ? Thì tôi sẽ cắm điện vào tôi thử. Và quý vị các bạn sẽ biết được cái thành quả khi tôi sửa cái ban bệnh này. Đây, mọi người xem. Một cái thủ thuật rất đơn giản là tôi sẽ hàn lại cái mối dây như thế này. Ok chưa? Và chiếc tivi của tôi không còn bị nháy đèn đỏ nữa.